hung dữ ghê thiệt chứ. Nó trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó mổ ghê, nó mổ cọc 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 đó. Cái đầu gối mình nó không mổ nè, trời ơi, quất vô liền. Rồi, cho kênh Sơn Bắc lại nói đầu tiên á, kính chúc cô dì chú bác và anh chị và các bạn một ngày á, được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nhé. Thì ngày hôm nay á, kênh Sơn Bắc Quỳnh Long lại tiếp tục đi thăm bẫy nữa cả nhà ơi. Thì đi thăm bẫy á, thì đầu nghề đây cả nhà ơi, túi lưới nha cả nhà. Đó, còn đây là lúa. Đó, lúa cân kiệm đồ này mình đem theo cả nhà để mình xử lý bẫy nó có hư cả nhà. Đó, thì mình dùng kiềm này mình sửa nha. Còn đây là chuột. Đó, hôm nay bắt theo có 15 con nha cả nhà. Đó, 15 con mà hôm nay mình thăm 36 cái nha. Đây, ba kẽm này để mình sửa ba cái hôm cả nhà có hư á, sửa. Rồi, để bắt đầu mình vô cái đầu tiên luôn nha. À, cái đầu tiên thử xem sao. Mình cũng vô vườn cam mình đặt không cả nhà ơi. Tháng này họ không có đồng người ta cắt lúa hết trơn à. Cái đầu tiên thử xem sao nha. Đây. Ôi ôi, cái gì đẹp dữ cả nhà. Nè. Cái gì lá đẹp ghê ta. Họ nhìn thấy đẹp ghê không? Nè, cho cả nhà xem nè. Đó, nhìn thấy đã không? Ngọc thông, ngọc thông, ngọc thông. Đẩy tới cái bẫy như đây luôn cả nhà. Cái điểm này là điểm mới chát luôn nha cả nhà. Điểm đầu mình thăm bằng đầu tiên luôn. Rồi cả nhà ơi. Để ăn cái củ cái châu luôn rồi. Ủa cả nhà coi dễ cực nè. Rồi con không biết bự luôn nha. Nè. Sướng chưa? Nè cả nhà ơi. Quá đã rồi. Quá cả nhà ơi. Nè. Quá. Quá trời cái bãi phân luôn rồi. Không biết bự hay nhỏ nha cả nhà. Mình chưa biết nữa nha. Để mình này nhớ nhớ mà trời nhỏ xíu rồi. Có lý rồi. Trời ơi. Bốn lạng luôn. Thôi tôi đã ỉa tâm lắm hết trơn luôn này. Cái đầu tiên là tiền đâu? Là tiền đây. Tiền đây mà. Không biết có bán châu hôm nay nữa. Trời ơi. Má chưa. Bốn lạng luôn cả nhà ơi. Nè. Quả xứng rồi. Quá đã rồi. Thôi tôi đã ỉa tâm lắm hết trơn luôn này. Trên dưới gì bú xua hết trơn. Sướng rồi. Cái đầu có rắn. Đây có là gì này. Rồi, đây cả nhà ơi, bốn lạng là chắc cú. Chắc gạo luôn. Đó, sướng rồi. Ăn cái đầu không biết có bán chậu không đây nữa. Rồi, để trước tiên có vậy đi là sướng nè cả nhà. Rồi, để đi thăm cái bẫy luôn nha. Tiếp theo nữa nha. Đó. Rồi, bắt đầu vô tới cái thứ hai luôn. Không biết còn cái bẫy không nữa đây. Còn cái bẫy. Mấy cái thứ hai này có gì không đây? Mấy cái bẫy này mấy cái bẫy khổng lồ cả nhà. Rồi. Nguyên con chuột. Chuột đâu? Rồi. Rồi. Không có chuột luôn. Mà không có phân luôn. Còn nguyên bịch lúa luôn. Trời ơi. Nó uổng. Chắc cái này chuột ra một, chuột ra hai rắn nhỏ vô ăn rồi ra cả nhà. Rồi, chắc vậy đi. Rồi, để mình đi thăm tiếp nữa nha. Rồi, bắt đầu vô tới cái bẫy nữa luôn. Tới cái bẫy luôn. Cái bẫy có cái gì không đây? Đây nè cả nhà ơi. Cái điểm này điểm mới, không biết. Bẫy này bẫy bự nữa nha cả nhà. Có không gì không? Có con chuột quá. Đừng nói ăn cái đậu bán châu. Đậu gì nặng không?
nặng hay dương trà, rồi dương trà gì vậy, dương trà gì rồi, tụi nó này tàu vô rồi đó nha, vô tàu vô con hổ ngựa nè, con ngựa cái gì luôn gì mà ỉa cứ không tội không ỉa cứ cái gì chứ. Không chịu ra nữa. Ra trời ơi, này có 7 lạng chứ 8 lạng gì, ủa 4 lạng 5 lạng. Trời ơi, vậy mà không chịu ra luôn nữa nè. Ra. Đẹp hết. Sướng chưa? Ủa hả không? Ủa nè. Trời ơi, nó dạng thịt luôn nè cả nhà. Ghê chưa? Đó, nó khỉ đó. Ghê chưa? Rồi, để bỏ vô rồi đi thăm tiếp nữa nghe. Quá trời đã rồi. Trời ơi, nó sướng. Rồi, tới cái bẫy luôn. Tới cái bẫy này không biết có con gì không đây, mong rằng là có đi. Con gò này dở ra một cái cục tức bành kia rồi, rồi nhẹ te luôn, cu queo luôn cả nha ơi. Ngoài cũng con chuột, con còn có lý đấy, con chuột là được rồi. Cái, mất chuột cái buồn lắm, để đi tiếp tục cái bẫy nữa. Rồi, lỡ khu vực này ngay đây có hai cái luôn cả nhà. Ừ, hai cái này có thành quả gì không đây? Có kết quả gì mạnh không? Kết quả cứ bay tùm lum ngoài không? Mình thấy nghe sạc, thấy gồi. Nhẹ hơn. Rồi, nguyên chút chuột luôn. Chuột mập thù lù. Như cái lu rồi cái thứ hai luôn, cái điểm này cái thứ hai luôn cả nhà ơi, cái đậu chất ngọt rồi, thứ hai luôn. Rồi có gì không, cứt gì không, gậu cứt đá kìa, nhẹ như bông bóng luôn. Còn nguyên chú chuột luôn. Ui. Im quá nè, chờ chuyến sau luôn. Rồi tới cái bẫy luôn cả nhà ơi, thấy cái bẫy luôn nè. Để chắc chất ngọt đó. Nặng nề không, rồi sạc rồi cả nhà thấy không, thương tâm đã xuất hiện rồi. Ôi, nó ủ lắm. Đĩa cứt trống luôn rồi cả nhà. Thôi, mình phải đành chịu mà thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Rồi, để xử lý đi thăm tiếp theo nữa nha. Rồi, vào cái bẫy luôn. Chim nó ỉa trắng giả trơn luôn nè cả nhà. Chim còi nó ỉa quá cỡ luôn. Ỉa trắng xác trơn luôn.
có con gì không? Đá gì không? Rồi không có cức, có cức là có hy vọng, còn không có cức là thấy thất vọng. Còn chuột không? Rồi còn chưa chuột luôn. Vô lúa và đặt lại và đi thăm tiếp theo nữa. Đây bịch đua vô thăm cái bẫy luôn. Có cứt có đái gì không đây? Có cứt có đái thì mừng mừng, còn không có cứt đái thì buồn 3-4 ngày luôn. Lắm rồi cả nhà. Tàu dấu nè. Vậy là cả nhà hiểu rồi ha. Là anh hôn ngựa. Tàu dấu. Anh hôn ngựa khoảng 6 lạng, 5 lạng, 6 lạng. Để có hôn ngựa cũng được rồi. Đó. Rồi đứt chỉ thun luôn. Đứt chỉ thun luôn. Đó. Chưa. Chưa nè. Dã man không? Ok. Hết sức rồi chứ. Con này nó ăn cái gì mà nó bẹt một cái thì thôi. Nóng chẳng giận. Nóng bất biết. Nóng phần. Trời ơi, nước này mà còn đĩa nữa. Bịch tẹt, tẹt tẹt luôn. Nước non này. Rồi ra. Ra. Ra đi chú hổ ngựa ơi. Ra đi chú hổ ngựa ơi. Nghe cả nhà. Nè. Nó cắn cái giống gì kìa. Đó. Chưa. Nó. Hung dữ ghê thiệt chứ. Nó. Trời ơi, trời. Vô, trời ơi nó mổ. Ghê không mổ cọc 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 cọc. Đó. Cái đầu gối mình nó không mổ nè. Trời ơi quất vô liền. Nó. Phùng xẻ ghê không. Nó. Con này là nó hung nhất nha cả nhà. Hung dữ dằn luôn á. Không có con nào hung bằng loại này. Loại gắn không độc á cả nhà. Ghê không? Con này nó cũng đã đỡ rồi nha. Chưa khung hình của nó. Con này chắc cũng cỡ 5 lạng cái lên. Chứ không dưới 5 lạng. Nó dài lắm nha cả nhà. Nè. Dài bất biết không? Đó. Nó nó đã không? Để mình bỏ vô túi rồi bắt đầu mình đi thăm tiếp nữa nha. Quá sướng rồi. Rồi tới cái bẫy luôn. Lúa, lấy lúa. Cứt cây nữa kìa. Cứt cây nữa cho nó dữ dữ lên nè. Cứt con hạnh này cũng được à. Có cái con hạnh không? Tàu rồi nó giặt ra đâu cái con hạnh này ở trong lỏng đó. Trong lỏng còn nguyên chị chung cả nhà. Kìa, này nó im. Chỗ này cái gì mà giá không ở. Kìa, ba lá nó phủ cái này. Một lốp luôn. Từ từ nó mới vô nha. Rồi đi thăm tiếp nữa. Rồi xong luôn. Chỗ này thấy rồi. Đâu đây nè. Ló cái bẫy ra luôn kìa. Cái nhà rất to mát nè. Không biết dính không nữa. Có gì không đây. Rồi vô rồi cái nhà. Vô rồi. Lâm này. Chà có lý nha.
có trên cả nhà ơi. Rồi để mình đi lại đằng đẵng mình bắt nha. Đi lại ngay trên chỗ cái vỏ của mình á, để lúc đằng đẵng á. Rồi bắt chú rắn ra luôn. Quá đã. Tiêu không rồi chứ. Đây là cũng hên. Ui. Thứ hàng. Tàu vô. Đĩa nè. Nó bẹt. Nó bẹt một cục lên xị. E. Gùi nó não nghe. E đó. Tại có chú chuột ngủm nè. Nấu chú chuột ra nè. Cho nên gùi nó bu quá cả nhà. Để mình kiểm chuột nha. Quá trời sướng rồi nè, chưa quá trời đã luôn. Con này là 4 lạng có trên nha cả nhà, vậy cũng được rồi, có lý rồi. Đó, chưa quá sướng rồi. Để mình vô túi rồi bắt đầu xử lý cái lọp mình đi thăm tiếp nữa nha. Rồi có cái bẫy nữa cả nhà ơi, vô cái bẫy nữa. Cứt gì không? Cái bãi này im quá, cứt gì? Rộ, trong lỏng. Im quá. Có con gì không? Rộ. Có con chuột kìa. Một chút chuột. Một thù lưu quá giống luôn kìa. Bỏ lúa vô luôn. Tiếp tục cái thứ 3. Ủa, xin lỗi, tiếp tục đi thăm nữa. Rồi cái bẫy này là cái bẫy cúng cùi luôn cả nhà, bữa nay cũng hơi bị thất thu à. Cái bẫy cuối cùng luôn, xem sao mình có thành tích gì. Bỡ ngỡ không, bất ngờ không, bỡ ngỡ và bất ngờ đó. Nó lọt ở đây không. Rồi, đây nè. Rồi nó te luôn. Rồi bỡ ngỡ bất ngờ luôn là không có luôn, nguyên chú chuột luôn nè. Rồi để bỏ lúa vô rồi đặt lại rồi tổng kết cái số rắn này hôm nay nha cả nhà. Rồi tổng kết số rắn ngày hôm nay luôn. Rồi đây cả nhà ơi, bữa nay thì cũng được 2 ngựa 2 hành đó, với nãy có con chú ngủm đó. Rồi bữa nay chắc cũng được ở để đón thử rồi, chắc cũng được 2 ký 2 ký, chắc cỡ 2 ký 2 2 ký 3 cả nhà, chắc 2 ký 2 nó. Bởi vì mấy hổ hành nó có con cũng 5 lạng, thì hổ ngựa có con cũng 6 lạng, con 5 lạng nè, thì mình tổng kết là mình dự đoán là 2 ký 2 đi. Có cái cân đây, cân cho nó biết cái kết quả luôn, cái kết quả là chính xác hơn. Tại dự đoán thì dự đoán vậy thôi, còn cân này nó mới có cái kết quả chính xác. Đây đoán 2 ký 2 2 ký 3 nha cả nhà. Chiu, thấy chưa, thấy chưa, không lấy nét ta. Rồi lấy nét nè. Đầu rồi đoán 2 ký 2 2 ký 3 mà có 2 ký 1 50 nha cả nhà. 2 ký 1 50 thì thử túi lúa này 50 gram, thì còn chẳng bon 2 ký 1 luôn nha. Rồi vài mấy trái thì 2 ký mấy này cũng là cái thành quả, nó cũng im rồi cả nhà. Nói chung tháng này thì cũng nắng nè, rắn thì cũng hơi hiếm lắm, tại tháng này nắng nóng rồi đất thì nó khô, rắn nó chậm đi lắm. Rồi cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt á, thì rất mong được ủng hộ nha. Để lại cho kênh Săn Bắt một like và một chia sẻ và một cái ấn chuông nha cả nhà, ấn chuông để nhận cái video mới của kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha. Đó. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn nha.
hẹn cả nhà những cái video tiếp theo của kênh Săn Bắt nha.